Annyeonghaseyo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Baby Boy Money TV. Cuối cùng thì mình cũng đã vượt lười để có thể làm một cái vlog skincare sau khi mình nhận được quá là nhiều request ở trên Instagram cũng như là Facebook về chế độ dưỡng da của mình dạo gần đây. Thế nên hôm nay mình chơi một style rất chi là vampire. Tóc đen, môi đỏ và rất là nhiều tông màu đen ở trên người. Trong thời điểm chống dịch này thì rõ ràng là chúng ta không thể nào mà đi ra ngoài để mà spa cũng như là chăm sóc da nhiều hơn trước, cho nên là sẽ phải tự skin care ở nhà. Mình thì đã thử qua rất là nhiều các hãng dược rồi, mỹ phẩm từ châu Âu cho đến Hàn Quốc, Nhật Bản, kể từ đồ high end cho đến đồ bình dân. Tóm lại là mình đã thử qua rất là nhiều trong toàn bộ cái quá trình dưỡng da của mình rồi. Mình có rất là nhiều anh chị em, bạn bè ở trong Sài Gòn và thời gian gần đây thì mọi người chia sẻ rất là nhiều trên story một cái brand về dưỡng da và chống lão hóa. Rõ ràng là bạn nào mà follow mình từ trước đến giờ thì đều biết là mình có một nỗi ám ảnh về cái chuyện lão hóa, lúc nào mình cũng gào rú lên mình chính là Quỳnh 13 tuổi. Nhưng mà dĩ nhiên là bây giờ thì là mình đã sắp xỉ gần 30 rồi, thế cho nên là làn da của mình kiểu gì thì cũng sẽ có những cái vấn đề. Cho nên là bất cứ khi nào mình nghe thấy chuyện có ai review về chuyện là có một cái đồ gì đấy chống lão hóa rất là tốt mà nhìn thấy hiệu quả nhanh thì kiểu gì là mình cũng sẽ đổ xô đi mua về. Và mình đã sử dụng cũng như là test cái brand này được 2 tuần rồi, cho nên không để các bạn chờ lâu nữa, ngay bây giờ mình sẽ review bộ sản phẩm skincare mà khiến cho làn da của mình trở nên đặc biệt xuất sắc trong vòng 2 tuần gần đây. Let's go! Đây là pack skincare của Luxury Girl mà mình đã sử dụng trong vòng 2 tuần gần đây, chuyên về dưỡng da và chống lão hóa. Và khi mà mình nhận được cả cái pack đồ của Luxury Girl, mình đã order tới 5 sản phẩm liền, thì trong đấy còn có cả hướng dẫn sử dụng cũng như là giới thiệu về brand name như thế này. Thế là mình cảm thấy rất là yên tâm, rất là thoải mái luôn. Tại vì với những cái như thế này thì sẽ không có cái chuyện như là giá cả tràn lan hay là hàng giả, hàng fake. Đấy, nó còn có thể bảo hành sản phẩm các thứ như thế này. Mình đã giữ lại hết để có thể khoe ở đây. Ở đây có cả phần giới thiệu được luôn. Mỹ phẩm Luxury Girl là dòng dược mỹ phẩm dưỡng da cao cấp chuyên về các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp an toàn và hiệu quả chiết xuất từ thiên nhiên. Từ hồi 15 tuổi đến giờ thì là mình đã ám ảnh về cái chuyện dưỡng da, như là mình từng có chia sẻ. Các bạn nào mà follow blog của mình thì rõ ràng là biết từ cái chuyện là lúc mà mình mới sang Hàn thì là mình chăm dưỡng da cũng như là da mình ngày đấy như thế nào, bây giờ là có những khác biệt như thế nào. Và đặc biệt là sau khi mình làm mẹ thì cái việc thiếu ngủ cũng như thường xuyên phải dậy ban đêm rồi làm việc cường độ nhiều khiến cho da mình thay đổi chóng mặt so với ngày xưa luôn. Nhưng cái thay đổi đầu tiên mà mình nhận thấy đấy là cái sắc tố da nó không còn được sáng như trước. Tự nhiên là trong cái điều kiện khi mình đã dưỡng da rất là chăm chỉ trong vòng 2 tuần vừa qua thì các bạn sẽ nhìn thấy là biểu da của mình đang rất là mịn và rất là sáng, rất là trắng. Cũng do ánh sáng tự nhiên bên ngoài hắt vào nữa. Tuy nhiên là bình thường da nếu mà mình không chăm chút ấy thì sẽ thể nhìn thấy rất là rõ cái quầng mắt của mình ở đây này, cũng như là những cái vết chân chim ở hai cái bên mắt này khi mà mình cười, và cả cái rãnh miệng này nữa. Nó là một trong những cái thay đổi nhìn thấy rất là rõ, và bất cứ khi nào mà mình chụp ảnh như kiểu là nó focus rất là cẩn thận ấy thì có thể nhìn thấy toàn bộ những cái lỗi ở trên mặt này của mình. Và những lần đấy khiến cho mình cảm thấy thật sự rất là stress, mình thật sự rất là sợ già. Ngoài ra thì lúc ở Hàn Quốc như mình cũng đã chia sẻ đấy, là mình là một tín đồ của việc 10 step skincare, tức là mình lúc nào cũng chăm chỉ dưỡng da đủ cho đến 10 bước. Tuy nhiên sau khi về Việt Nam và đặc biệt là khi mà bước vào mùa hè ấy, thì mình nhận thấy là đôi khi mình sử dụng đủ cả 10 bước thì nó có vẻ không phù hợp lắm đối với cả cái nhiệt độ rồi khí hậu của môi trường ở Việt Nam. Thì cho nên bản thân mình đôi lúc mình đã phải tự tinh chế giảm xuống còn từ 8 bước hoặc là 5 bước cho những cái điều kiện mà thời tiết nó quá là khô nóng để cho da còn có thể hấp thụ được và còn có thể thở. Chính vì thế ngày hôm nay mình quyết định là sẽ review những cái sản phẩm mà mình sử dụng rất nhiều thời gian gần đây và những cái bước mà mình không bao giờ bỏ trong skincare cả, kể cả mình có tinh chế hay là giảm cái bước nào đi chăng nữa. Trên tay mình ngay lúc này đây chính là sữa rửa mặt diệp lục của Luxury Girl. Từ trước đến giờ thì mình luôn luôn ưu tiên chọn các sản phẩm mà có tính chất rất là xanh trong cái việc tẩy rửa cho da mặt. Mình đã uống diệp lục từ năm 18 tuổi rồi, cho nên khi đọc thấy có sữa rửa mặt diệp lục thì đã mua ngay để có thể dùng thử. Ngày xưa khi không có sữa rửa mặt diệp lục, thỉnh thoảng mình còn tự lấy bột pha thành nước để dễ rửa mặt hoặc để đắp mặt nạ cơ.
Giờ thì có cho nên tiện hơn nhiều rồi. Đặc biệt bạn nào mà đang có mụn hoặc là đang ở trong thời kỳ rụng râu mà lên mụn thì hãy yên tâm xài, vì diệp lục sẽ làm dịu các vết tổn thương trên da do mụn gây ra, tránh nhiễm trùng và tái mọc mụn. Fun fact cho bạn nào chưa biết, thật ra trên da mặt của chúng ta có một lớp axit, chính lớp axit này nuôi dưỡng các lợi khuẩn. Nghe thì rất là buồn cười đúng không, nhưng mà chính nhờ những cái lợi khuẩn đấy mà hãy giữ cho làn da có được cái sự đàn hồi cũng như là sản sinh những cái chất tốt cho làn da của chúng ta. Vì thế các bạn cần phải chọn những cái loại sữa rửa mặt nào mà nó không bào mòn tất cả những cái lợi khuẩn đấy. Nếu không thì khi mà nó bị mòn quá, nó trở nên yếu này rồi, sẽ có những cái vấn đề, những sắc tố trên da trở nên không còn được như trước nữa. Cho nên hãy chọn những cái nào mà nó nhẹ thôi. Ví dụ như cái Luxury Girl Diệp Lục này thì là nó có độ pH là 5.5. Là nghe thì có vẻ khó hiểu, nhưng các bạn hãy hình dung rằng nó là cái môi trường tốt nhất cho lợi khuẩn cũng như là cái lớp axit để được bảo vệ an toàn phát triển. Và kể cả mình có bận và lười như thế nào với chăng nữa thì trong cái quá trình skincare của mình không bao giờ mình bỏ quên mất cái bước serum. Serum là một cái khái niệm rất là xa xỉ mà thật ra là đến tận những cái năm 20 hay 22 tuổi mình mới biết, còn ngày xưa thì mình cũng không có điều kiện để mà dùng. Thế cho nên là một khi mà mình đã cảm nhận được cái sự thay đổi cũng như là cái sự xịn sò của nó trên làn da rồi thì hầu như là mình không bao giờ bỏ quên mất nó nữa. Ta-da. Thứ xịn sò bé tí trong tay. Saffron thì tất cả chúng ta đều biết là một thứ vô cùng nổi tiếng để có thể giúp cho chúng mình chống già, vượt già đúng không nào? Khác hơn rất là nhiều so với cái việc là phải thức đêm nhá, xong rồi không được ngủ mà nó sạm rồi này nọ kia đấy, thì chỉ có 2 tuần mà sử dụng cái serum Saffron này là làn da của mình đã trắng sáng hẳn lên. Này, dừng hẳn lại cho anh em ngắm. Thấy không? Quá là thích luôn, lại còn bóng loáng các thứ lên thế này chứ. Phê cực luôn ý. Và như mình đã chia sẻ thì là mình có cái vết chân chim ở mắt cũng như là ở khóe miệng lúc cười, nhưng mà sau 2 tuần chăm dùng cái serum Saffron của Luxury Girl thì mình cũng thấy nó đỡ hẳn. Này, trông không có vẻ lộ lắm nữa, rất là ưng. Đối với phụ nữ thì Saffron thật sự là rất hợp trong việc điều chỉnh nội tiết tố, giúp ngủ ngon và điều hòa kinh nguyệt. Cho nên khi áp dụng lên trên làn da thì cũng có tác dụng cực tốt để làm chậm quá trình lão hóa, cũng như cung cấp cho làn da những chất không thể nào mà sản sinh kịp khi mà chúng ta đã bước sang tuổi U30. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta đang nói về cái chuyện là làm thế nào để có thể dưỡng da, chống già, trắng sáng một cách nhanh gọn trong thời điểm mà các bạn rất là bận, rất là mệt, không có cái thời gian để mà follow được từng đấy cái step trong skincare đúng không? Vậy thì khi đã rửa mặt sạch rồi, khi đã bôi serum rồi thì cái việc quan trọng các bạn không thể quên là gì? Đó chính là sử dụng kem khóa ẩm. Cái này thì chắc chắn là có rất nhiều blog như rất là nhiều bài báo đã nói đi nói lại rồi, nhưng mà mình sẽ vẫn phải nói lại một lần nữa về tầm quan trọng của cái việc sử dụng việc khóa ẩm trong skincare. Serum ngấm sâu vào tầng dưới của da, vì thế nếu mà bạn không sử dụng cái lớp kem khóa ẩm ở trên cùng thì sau này nó sẽ bốc hơi hết và nó sẽ không có một cái tác dụng mà triệt để như chúng ta vẫn mong muốn khi mà sử dụng serum nữa. Cho nên là cho dù serum của chúng ta có đắt tiền hay là xịn sò thế nào thì các bạn sẽ vẫn phải có một cái lớp khóa ẩm ở cuối cùng. Và bây giờ dạo gần đây thì mình đang, như các bạn có thể thấy, là sử dụng kem dưỡng ẩm Diệp Lục cũng của Luxury Girl này. Nó rất là nhẹ, nó rất là thoáng, khi mà bôi lên trên mặt thì hầu như là không hề có một chút cảm giác nhờn dính nào, nó thẩm thấu rất là nhanh luôn, cực kỳ hợp cho cái thời tiết ở Việt Nam. Các thành phần mà mình đọc ở đây là gồm có cả chiết xuất hóa cúc, chiết xuất dầu tằm, chiết xuất lô hội, vitamin E chống oxy hóa, ngăn ngừa và làm chậm lão hóa làn da. Ngoài ra cái này mình cảm thấy rất là thú vị này, mình đã phải đôi hẳn cả tờ giấy đây đọc, vì nếu không thì mình sẽ không thể nào mà nhớ được cái cách đọc đúng của nó. 3-O-Ethioscorbic acid. Mình không chắc về cách đọc của mình, nhưng làm trắng an toàn, hiệu quả sau 9 tuần và chỉ sau 1-2 tuần thôi thì sẽ lên tone da. Như mình có thể cảm nhận được là mình thậm chí còn trắng hơn cả trước. Mỗi tuần thì mình thường đắp mặt nạ 2 lần. Có lần thì mình đắp vào buổi sáng lúc mà ngủ dậy, trong trường hợp vào ban ngày mình cần có một cái việc gì đấy, phải đi ra ngoài và cần phải trông thật là fabulous thì là mình sẽ đắp mặt nạ để trông cho làn da nó căng sáng bóng cả lên. Còn nếu không bình thường, không có việc gì thì mình sẽ đắp vào buổi tối, sau đấy thư thả xem phim này rồi làm việc linh tinh trên máy tính. Và trong thời gian đấy thì mình sẽ để cho cái mặt nạ nó bám vào làn da và cứ thế là tận hưởng cảm giác của việc wanna girl, be pretty and stuff. Trên tay mình ngay lúc này đây, mặt nạ tô tăm cũng là của Luxury Girl. Mặt nạ này cực kỳ mỏng nha các bạn. Cái này không phải là giấy đâu mà là kén tằm đấy. Lúc đắp lên thì nó ôm khít lấy mặt mình luôn, không hề dễ rách một tí nào mà dù nhìn rất là mỏng nhá. Thành phần chính là kén tằm. Mình chưa đắp thử loại mask nào có nguồn gốc kén tằm bao giờ, cho nên lúc mà mình mới nhận được thì cực kỳ là háo hức. Thông thường mình sẽ cất mask trong tủ lạnh, khi nào dùng mà lấy ra thì đâu nó mát lạnh luôn. Cảm giác dưỡng chất tràn lên trên mặt, thích cực kỳ. Lúc mà mình bóc có thể còn nhìn thấy là còn có rất là nhiều dưỡng ở trong cái gói, tức là nó có rất là nhiều luôn ý.
khi gỡ xuống thì là mình sẽ không rửa mặt lại mà vỗ cho nó thẩm thấu hết tất cả các dưỡng chất vào trong mặt. Sau đấy thì đi ngủ hoặc là làm gì thì làm. Nhu nhìn ra thích lực cực kỳ luôn ấy, không thể nào mà diễn tả hết bằng lời hoặc là qua một cái máy quay thế này được. Sau khi mà chúng ta đã chăm sóc da một cách đơn giản nhưng mà hiệu quả như vậy rồi thì việc cuối cùng mà bạn vẫn cần làm, bạn vẫn quá lâu rồi nhưng muốn có một làn da vừa trắng vừa xám, vừa ít nhăn vừa đỡ già là gì, đó chính là tẩy da chết. Thật ra chia sẻ thật lòng với các bạn nhá, đấy là ngày xưa mình rất là sợ tẩy da chết luôn. Mỗi lần mà nghĩ đến cái chuyện peeling xong rồi, mình có cảm giác là da mình nó mòn đi, nó yếu đi, thậm chí là cái tối về nó cứ lâm châm trên mặt ấy. Mình rất là ghét tẩy da chết cho nên là mình rất là lười cái chuyện đấy. Cái thứ xinh xắn trên tay mình ngay lúc này đây, đó chính là peeling gel Detox Aqua cũng của Luxury Girl. Với cái loại này thì là mình không hề bị cái cảm giác là mình sợ như thế. Mình đã thử dùng như vậy là 2 tuần rồi, thậm chí là mình còn dùng nhiều hơn mức bình thường, tức là mình đã tẩy đến tận 3 lần vì quá thích luôn. Cảm giác lúc mà tẩy xong nó như da em bé ý. Dạng tẩy tế bào hóa học AHA chiết xuất axit trái cây làm mịn mềm mại và giảm thiểu sự tồn tại các nếp nhăn. AHA là gì? Là các axit hòa tan trong nước được làm từ trái cây có đường. Chúng giúp lột bề mặt da của bạn thì các tế bào mới có thể được lớn lên, được sinh ra. Vậy là mình đã review xong 5 sản phẩm mà mình đang rất là yêu thích của Luxury Girl, cũng như đây là 5 bước mà mình nghĩ rằng các bạn không thể bỏ qua. Cho dù các bạn có lười skincare đến mức nào đi chăng nữa, thế thì cũng đừng bao giờ quên nhé. Mình sẽ để cái đường link để các bạn có thể đọc cũng như là order sản phẩm của Luxury Girl nếu các bạn cảm thấy muốn sử dụng. Bên mình thì highly recommend. Đã lâu lắm rồi mình mới thấy có một cái brand mà giá cả nó hợp lý như vậy, mà cái cảm giác mà cái sự thay đổi về da ấy nó có thể nhìn thấy một cách rõ ràng như này trong 2 tuần. Các bạn đã request quá nhiều ở trên Instagram rồi, chính vì thế các bạn có thể cảm nhận được là làn da của mình lúc này dạo gần đây có sự cải tiến đột biến. Anyhow, thank you for watching. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tiếp tục ủng hộ channel của cả nhà mình. Đừng quên tiếp tục thả thật là nhiều comment xuống phía dưới. Và có bất kỳ câu hỏi nào cho mình thì cũng cứ tiếp tục thả phía dưới. Thank you for watching again. Bye bye.